Năm 1896, một nhà khoa học người Pháp là Antoine Henri Becquerel đã phát hiện ra quặng uranium phát ra những tia không nhìn thấy được. Tiếp đó vào năm 1898, Marie Curie và chồng của bà là Pierre Curie cũng phát hiện ra điều tương tự đối với quặng thorium. Đồng thời, họ cũng phát hiện ra nguyên tố phóng xạ polonium. Nguyên tố này được đặt tên theo quê hương Ba Lan của Marie Curie, bà muốn cho quốc gia này được thế giới chú ý đến vì đang bị cả nga phổ và áo cai trị lục đó với những phát hiện vĩ đại của mình ba nhà khoa học trên là những người đặt nền móng đầu tiên cho ngành hóa học phóng xạ khái niệm phóng xạ được ra đời và nó là quá trình một nguyên tử phát ra các tia bức xạ không nhìn thấy được mà không cần sự tác động bên ngoài tia phóng xạ bao gồm ba loại chính đó là tia alpha tia beta và tia gamma tia alpha bao gồm các hạt nhân heli mang điện tích dương hay còn gọi là hạt alpha trong khi đó tia beta bao gồm các hạt electron mang điện tích âm có thể bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao trong hạt nhân chỉ có các hạt proton và neutron nhưng lại có thể phóng ra hạt electron điều này được giải thích như sau hạt neutron có thể tự biến đổi thành hạt proton và hạt electron như bạn đang quan sát được trên ảnh tia gamma bao gồm các hạt photon không mang điện tích so với hai loại tia alpha và beta thì điểm khác biệt của tia gamma là nó được phóng ra khi nguyên tử ở trạng thái kích thích trong các quá trình phóng xạ số khối và điện tích của các hạt nhân mẹ và hạt nhân con sẽ được bảo toàn đó là nội dung của định luật chuyển dời mà các nhà khoa học đã khám phá ra Trong quá trình phóng xạ, hạt nhân mẹ sẽ phát ra các tia alpha hoặc beta để tạo ra hạt nhân con. Sau đó, hạt nhân con lại tiếp diễn tương tự để tạo ra hạt nhân cháu. Do đó, quá trình phóng xạ là một loại phản ứng dây chuyền. Phản ứng này chỉ dừng lại khi tạo ra sản phẩm là một đồng vị bền. Các hạt nhân mẹ, con và cháu sẽ được xếp chung vào một dãy được gọi là họ phóng xạ. Hiện nay, người ta đã tìm thấy bốn họ phóng xạ. Họ đầu tiên là họ uranium bắt đầu là đồng vị phóng xạ uranium-238, và kết thúc là đồng vị bền chi-206. Tiếp theo là họ Tarium, bắt đầu là đồng vị phóng xạ Tarium-232, và kết thúc là đồng vị bền chi-208. Họ kế tiếp là họ Actinium, bắt đầu là đồng vị phóng xạ Uranium-235, và kết thúc là đồng vị bền chi-207. Mặc dù đồng vị phóng xạ actinium 227 không phải là hạt nhân mẹ, nhưng vì đây là đồng vị quan trọng nhất trong họ phóng xạ này, nên người ta đặt tên là họ actinium. Một lý do khác có thể kể đến là để phân biệt với họ uranium đã nói trên. Họ cuối cùng là họ neptunium, bắt đầu là đồng vị phóng xạ neptunium 237 và kết thúc là đồng vị bismuth 209. Đây là một họ phóng xạ nhân tạo vì đồng vị neptunium 237 không có trong tự nhiên mà được tạo ra trong lò phản ứng hạt nhân khi sản xuất đồng vị phóng xạ plutonium. Một điều khá thú vị là đồng vị neptunium được đặt tên theo sao Hải Vương trong hệ mặt trời. Trong lịch sử thế giới, chúng ta đã từng trải qua hai thảm họa hạt nhân nghiêm trọng và kinh hoàng. Đầu tiên là vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986. Hiện tượng tan chảy hạt nhân gây ra một đám mây phóng xạ lan rộng tới Nga, Belarus và Ukraine. Ngoài ra còn thêm những vùng khác tại châu Âu. Ước tính thương vong vẫn là điều gây tranh cãi. Nhưng theo nhiều báo cáo thì số người chết lên đến 4.000 người và khoảng 9.000 người sẽ chết vì ung thư do nhiễm phóng xạ. Sau 11 năm, một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân khác xảy ra tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Nguyên nhân là do trận động đất mạnh tới 9 độ Richter dẫn đến những cơn sóng thần đập vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, khiến cho hệ thống điện bị sập. Các loại hạt nhân quá nóng do không được làm mát đã bắt đầu nóng chảy, gây ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ. Gần 200.000 người đã phải di tản khẩn cấp. Cơ quan năng lượng hạt nhân Nhật Bản nâng mức khủng hoảng sự cố nhà máy điện Fukushima lên mức 7, mức cao nhất trong thang sự cố hạt nhân quốc tế khi tiếp xúc với các tia phóng xạ ở cường độ cao và thời gian dài sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người một số triệu chứng bắt đầu xuất hiện như buồn nôn tiêu chảy đau đầu sốt nếu phát hiện trễ thì một số triệu chứng khác sẽ xuất hiện như chóng mặt mất phương hướng mệt mỏi nôn ra máu chậm lành vết thương hạ huyết áp tia phóng xạ làm tổn thương trực tiếp các phân tử adn và arn gây quái thai cho con người và cả động vật không những vậy hiện tượng này có thể di truyền qua nhiều thế hệ sau ngoài ra tia phóng xạ còn có thể y ông hóa các mô tế bào khiến cho các tế bào này phát triển bất thường dẫn đến việc tạo ra các khối u ác tính là tiền đề cho các bệnh ung thư mức độ gây ung thư của tia phóng xạ phụ thuộc vào độ tuổi nguy hiểm nhất là các bào thai và liều lượng tiếp xúc các bộ phận thường bị ung thư nhất do nhiễm phóng xạ là tuyến giáp, phổi và máu. Hậu quả gây ung thư của tia phóng xạ có thể kể đến là trường hợp của nhà khoa học Marie Curie. Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau là vật lý và hóa học nhờ các công trình nghiên cứu về phóng xạ. Trong quá trình làm việc, Marie Curie thường tiến hành thử nghiệm với các ống có chứa đồng vị phóng xạ để trong túi quần hoặc ngăn bàn. Trong một khoảng thời gian dài làm việc với phóng xạ mà không có biện pháp an toàn nào, bà đã bị nhiễm độc phóng xạ dẫn đến nhiều bệnh mãn tính như mù loà do đột thủy tinh thể. Ngày 4 tháng 7 năm 1934, bà qua đời ở Viện Điều dưỡng San Salamis vì bệnh thiếu máu không tái tạo được. Thậm chí đến tận ngày nay, thi thể của Marie Curie hiện vẫn đang nhiễm phóng xạ và được đặt trong một chiếc quan tài, có lớp kim loại chi dày 2,5cm lớp bên trong để ngăn phóng xạ phát tán ra môi trường xung quanh. Cuốn sổ tay của Marie Curie, một báu vật của nền khoa học thế giới hiện đang được bảo quản trong hộp, làm bằng kim loại chì, ở Thư viện Quốc gia Pháp. Được biết, cuốn sổ này nhiễm chất phóng xạ radium 226 và có chu kỳ bán rã 1.600 năm, tức là sau 1.600 năm, lượng chất phóng xạ này sẽ giảm đi một nửa so với ban đầu. Các du khách muốn nhìn tận mắt bản thảo của Marie Curie thì buộc phải mặc một bộ đồ bảo hộ để tránh bị nhiễm xạ. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm hai thùy nối với nhau qua eo giáp trạng, có chức năng tiết ra hormone, giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến đổi thành những tế bào bất thường và phát triển không tuân theo sự kiểm soát của cơ thể. Một trong những phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp phổ biến hiện nay là sử dụng đồng vị Iốt 131. Đồng vị này được tổng hợp bằng cách dùng hạt neutron để bắn phá hạt nhân Tellurium 130 trong lò phản ứng hạt nhân. Khi người bệnh nhận được liều iốt phóng xạ ở dạng viên nang lỏng, tuyến giáp sẽ hấp thụ tất cả. Đồng vị này sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào lành. Như chúng ta đã biết, các tia phóng xạ có thể làm hỏng các tế bào và ngăn chúng phát triển và phân chia. Các tế bào ung thư, vốn là những tế bào bất thường, có xu hướng tổn thương không phục hồi. Trong khi đó, các tế bào bình thường lại thường phục hồi hoặc tự sửa chữa khá nhanh. Vì vậy, nếu như sử dụng tia phóng xạ một cách thích hợp, thì chúng có khả năng chữa trị bệnh ung thư. Phương pháp xạ trị có thể sử dụng các hạt có năng lượng cao như tia X, tia gamma, hoặc các chùm tia điện tử khác các chùm tia được định hướng rất chính xác đến bất kỳ khu vực nào của cơ thể bằng máy gia tốc tuyến tính. Xạ trị có thể kết hợp với hóa trị để tăng hiệu quả trong việc chữa trị ung thư. Tuy nhiên, xạ trị vẫn có một số tác dụng phụ như mệt mỏi, chán ăn, nôn, buồn nôn, đau bụng, vân vân. Một ứng dụng khác không thể nhắc đến đó là chụp X quang, hay còn gọi là X-ray. Máy chụp X quang phát ra các chùm tia X có bức xạ cao. Các tia X này xuyên qua các mô mềm và thành phần dịch trong cơ thể dễ dàng. Từ đó tạo hình ảnh. Các bác sĩ sẽ dựa vào hình ảnh này để chẩn đoán bệnh. Tia X hay còn gọi là tia Röntgen được đặt tên theo nhà khoa học đã tìm ra nó là Wilhelm Conrad Röntgen. Vào năm 1901, ông được nhận giải Nobel Vật lý lần đầu tiên trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.